Mặc dù thận và phổi thuộc hai hệ cơ quan khác nhau, nhưng chúng đều có điểm chung là thanh lọc và thải độc cho cơ thể. Thận làm nhiệm vụ bài tiết, đào thải các chất cặn bã, độc tố ra ngoài cơ thể thông qua đường tiêu, tiểu. Còn phổi đảm nhận chức năng lọc khí CO2 và một số tác nhân gây dị ứng, khói và các chất độc trong không khí để chúng không thể xâm nhập làm hại sức khỏe. Để tiếp sức cho những người bảo vệ sức khỏe này, bác sĩ Lê Thị Hồng Chính, Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec, South Phương Đông, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tham City gợi ý để bạn năng sử dụng các thực phẩm và đồ uống rất có lợi này nhé. Đầu tiên, hãy nhớ uống đủ nước hàng ngày, đảm bảo từ 1,5 đến 2 lít trên ngày để quả thận thực hiện tốt chức năng lọc. Hay uống nhiều vào ban ngày và giảm vào buổi tối để tránh khả năng phải dậy tiểu đêm, dễ mất ngủ hoặc khó ngủ lại. Bên cạnh đó, bạn có thể uống trà thảo mộc và các loại nước rau củ quả. Đây là những chất lợi tiểu nhẹ, hỗ trợ quá trình để tốc thận mà không làm mất cân bằng điện giải. Ngoài ra, bạn cũng bổ sung thêm các chất chống oxy hóa, vitamin A, vitamin C và vitamin K có nhiều trong bắp cải, súp lơ, măng tây, hành tây, giảm nguy cơ mắc ung thư và rối loạn chức năng thận. Tỏi cũng có tính lợi tiểu, giúp thúc đẩy sức khỏe thận. Đồng thời, loại gia vị này cũng có khả năng giảm viêm, chống nhiễm trùng, làm sạch cơ thể, giảm cholesterol và nó hoạt động như một loại kháng sinh tự nhiên. Ăn tỏi hàng ngày sẽ giúp tăng cường sức khỏe thận một cách hiệu quả. Đối với phổi, bộ phận này sẽ khỏe mạnh và hoạt động xuyên suốt hơn nếu mỗi ngày bạn ăn những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau họ cải, như súp lơ, bông cải xanh, bắp cải. Hay các thực phẩm chứa caroten như cà rốt chẳng hạn. Caroten là một chất oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa những tác động gây ung thư phổi. Ngoài ra, bạn cũng cần bổ sung các thực phẩm chứa axit béo omega 3 có nhiều trong hạt bí ngô, rau cải, cải xoăn, rau pinha, cải xoong, trứng, súp lơ trắng. Thực phẩm chứa folate, vitamin B9 như đậu tương, đậu đỏ, quả bơ, súp lơ xanh, cam, quýt, bưởi, hạt hướng dương để ngăn ngừa các bệnh về ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Các thực phẩm giàu vitamin C như kiwi, ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ, cam, chanh, bưởi, nước ép rau củ, cà chua, dứa, xoài, dưa hấu cũng giúp cho phổi vận chuyển oxy đến toàn bộ cơ thể một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nếu bạn đang mắc phải các bệnh lý tại phổi thì hãy nhớ hạn chế sử dụng các gia vị cay nóng, đồ uống có chứa chất kích thích, rượu, bia, cà phê và thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ. Trường hợp mắc các bệnh đại thận thì hãy hạn chế các đồ kích thích như ớt, hạt tiêu, hành, tỏi, không ăn thức ăn chua, không ăn các loại nấm, không nên ăn các thức ăn chế biến sẵn như thịt cá đóng hộp, thịt cá xông khói, không nên uống rượu, bia, các loại nước khoáng, đặc biệt là nước khoáng có nhiều natri nhé. Chúc bạn sức khỏe! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.